Sao ông bà không lên tập đoàn đi chứ bà bán xe đẩy chi vậy? À. Cái gì? Sao bà không lên tập đoàn luôn đi bà bán xe đẩy chi vậy? Sao nè, bây giờ muốn tôi nói đâu nè. Tại sao quay cô Quyền mà không dám chọc cô Quyền? Bà đang cầm cái dao đó bà ơi. Hả? Bà không thấy bà đang không lấy cô Quyền. Ừ. Không lấy cô Quyền lên đang lên đồng mà. Cái gì? Bà coi hả? Ừ. Tới ngồi coi đó. Thế bây giờ mấy nhi lên mấy mẹ mẹ. Ủa sao chú Dũng mà không có chọc cái cô đó mẹ? Mà cái cô đó cũng nói hoài vậy. Xếp ghê luôn hả? Ừ. Rồi. Ăn rau chuối không? Ăn rau muống hả chị? Ăn giá không? Ăn hành phải không? Có mấy em nói là quay chị Út Tư hoài vô trong cho em coi đó tụi em. Chị Út là thứ bảy bán măng gà nha tụi em. Anh Dũng quay từ đầu tới cuối cho tụi em coi luôn. Chân sao bà bán nó không có móng gì hết bà Út? Trời, cắt móng bỏ hết cho nó gọn. Cho nó đẹp. Chứ không phải nó bị bị gì trời? Bị cùi. Đây là bên này là măng nha các bạn. Măng này lộ ô hay măng gì ta? Măng rừng, dúi, ít gà, ít vịt nha các bạn. Ô có mỡ, mỡ và bá luôn rồi. Có không? Ủa con bà là đứa nào vậy ta? Quay lên nó coi đó. Ra đây là con tình mẹ nó có. Là tối nay nó coi. Ra đây cho nó vui. Nó ra đây nó ăn hả? Không, ý nó coi chứ. Nó thấy chị nó chứ chị Thảo á. Chị Thảo hả? Kêu tên tôi đó, nhờ Ngọc Phúc. Không. Ai cũng biết tôi đi ăn với bánh xù kem Sài Gòn mà không biết bà Thảo là sai lầm hả bố ha. Thảo muốn bánh mì á miếng nha Thảo. Hai ngôi. Cho ăn miếng đi. Bịt miếng rồi, hết rồi. Đi miếng trắng hả? Bà sám hối hay gì vậy? Chứ bà đi chuồng gì? Mượn ai mày kéo đi.
mấy cái chùa luôn á, đi buổi chiều. Đi là chỉ có sám hối thôi à. Tôi đâu có làm ác đâu, sám hối. Cả một đời tôi làm thiện. Không, tôi muốn làm thiện nha. Trời, bữa nay tôi mà cho tôi đồng hành vậy. Con bé trai à, tôi đâu có đồng hành. À, nói gì quên rồi, để có ai nói nè. Không, không biết làm đâu. Cho hành lá đồ. Nói từ thiện không à, mà chửi. Không, đó giờ tôi có đi từ thiện. Coi ai, đó. Ai nói là cái clip nào. Ở nhà tôi chưa xong nữa. Ngộ nha, hỏi đứa nít kia biết lấy không? Mở hàng của bà đó. Bà bán gì đam mê không? Bà đâu lấy tiền hả? Bà đang cầm cái dao đó. 65. Mở hàng đó hả chứ? Này bà nói chuyện ngon á. Bà hay quá rồi. Má có mấy bà vợ vậy đây, cũng đi chơi khỏi lo quẹ. Trời đó ơi. Mấy vợ giống như là có mấy bộ vụ á. Nó còn chê chơi đây la, không hỏi nó không? Trời ơi, ông má ông bà tưởng dễ nấu cái này luôn mà. Sao hồi xưa ông không xưa ông tới sớm đi. À? Hồi xưa ông không chịu tới sớm đi ông nói. Ừ, mà biết buôn bán làm ăn gì giống như là có mấy công vụ để ăn hoài, ăn hoài hết luôn á. Để tôi đâu có làm buôn bè không. Đó, bà coi clip bà thấy là chết ông luôn. Không nghe mà coi được thấy là chết. Nghe cái mẹ chứ. Bảo đúng hả? Rồi chứ. Ông không sao, bà lỡ chém là mới ghê vậy bà. Bà chém bà. Bà Út là coi như là anh cửa luôn á. Quán ăn của bà đó là cái YouTube này quay lên là tôi mới biết bà. À. Đi đó. Người lắm không? Phải không? YouTube. Cho bà bơm gì vô rồi bà Út. Dạ bà không có khô. Rồi. Dạ. Bà luộc vô đó bà biểu có nồi nước lèo sao ngon được. Không chị. Mốt đi. Ôi trời ơi, con này đã ghê ốc. Cái con này vừa có trứng mà vừa có dồi trường nữa kìa. Trời ơi. Có trứng non đâu. Đây bao la nè. Ờ, nãy bà không lấy ra rồi tôi ăn. Một ngon trứng non bên đây nè. Ăn tiếp đi. Trời ơi, ăn đâu rồi. Lâu lấy trứng non đâu nãy, đó nó dính luôn cái dồi trường cái con đó. Ép mà. Trời đất, bắt được con nào chặt con đó chứ. Của chị ăn nãy bên kia á. Tôi giấu chi chờ. Tôi muốn ăn cho nó hết hàng cho lẹ lẹ nó chờ. Giấu về tối cho ông mặn mà ăn. Hay quá chứ, cưng quá chứ. Đó bóng lượng luôn, bà chép cái gì lên. Tôi mà kêu tôi quay mà đi đâu mà quẹo về. Ừ. Ai kêu bà vô có là chị vô đi. Ừ, gói trứng nó sắp đẻ luôn. Nhà này gà rất hột. Rớt hột là con đó đó hả? Còn hột là sao? Còn hột là nó chưa có thành trứng. Hồi sáng tôi đi quay bún mọc á, cô nói là ngon từ thịt, ngọt từ xương. Cái tôi hỏi là ngọt từ xương, ngon từ thịt đường cô. Bà đứng bà suy nghĩ bà. Bà đứng bà suy nghĩ một hồi bà nói ờ đúng rồi con, đúng á. Cô đó tên là cô Mai. Ngọc Mai. Hả?
con câu với mè à, hai gà. Trời. Mì, bún không? Bún không? Giờ qua ngồi qua bển đi, bún qua bển nhà cho. Thiếu 2 tô đó. Thứ ba đó. Mỗi đưa đâu? Cái gì nào đưa? Ờ, có tiền trả không? Có tiền trả không? Có tiền không có trả. Đi xa hơi chứ. Xa hơi đó bà Thảo ơi. Đây. Có bản quánh rồi. Sao gì vậy? Mà chiếc con câu. Trời ơi. Chịu mưa với xạo luôn á. Mưa gì mà mưa thế. Bảo mà. Ngon từ xương, ngọt từ thịt nha bà Út. Chứ không phải là ngon từ thịt, ngọt từ xương đâu. Ăn hành lá không ăn hành phi, ăn tỏi phi không ăn tỏi cò, không ăn không ăn tiêu, ăn phao câu chứ không ăn đùi, ăn giò trường chứ không ăn trứng. Ủa cái gì vậy? Nói ăn lép. Mới đi 3 ngày về hả? Bà Tám sáng ghê luôn. Alo thầy ơi, chị nghe là thầy. Miếng gà con ơi, có nuôi á, cũng miếng nuôi. Ok, ok. Bye. Ủa nay chị nói ăn bún không? Miếng không? Miếng, lấy rau chuối không lấy rau muống. Ăn hành không ăn giá. Cái gà chặt phải không Tám? Lấy thịt xé mà phải lấy cái đồ gấp á, xé. Không ăn rau chuối. Không ăn rau muống, lấy rau chuối. Ê bà Út, trên mạng nói trời ơi đi quay mà không có tiền để ăn bà Út. Mỗi lần đi ăn cái là phải kêu mấy em ơi anh ăn nha. Trời ơi, xin lỗi tụi em nha anh Dũng quá hả. Đừng có nói chuyện. Kêu là không có 50 ngàn để ăn. Trời ơi, tụi em á, nhiều em á không có coi. Không có coi hết clip của anh Dũng rồi mấy em. Mốt anh Dũng ăn đi rồi chị Thảo cầm lấy giùm cho. Thôi Thảo là ăn. Để anh Dũng làm ăn Thảo ơi. Mấy cô chú á coi comment rất là dễ thương nha. Có Nguyễn Thị Huệ á, là chữ tôi mà tôi mỗi lần mà Nguyễn Thị Huệ chữ tôi là tôi mất ngủ 3 ngày 3 đêm luôn bà ơi. Tôi phải ra nhà thuốc Long Châu á, tôi mua là nào là bổ não đồ uống đó bà Thảo. Ai biết chữ? Chữ là giọng cừ mất nết, ó đâm. Trời, tôi nghe mấy lời đó xong tôi suy sụp tinh thần luôn bà. Xong tôi suy sụp tinh thần luôn. Tôi phải mua thuốc an thần tôi uống đó Thảo. Không ăn miếng.
tôi yếu tim lắm Bảo ơi, ai mà chửi tôi là tôi suy sụp hẳn luôn nhỉ. Đúng. Còn tôi không ăn hành thì cũng giữ tôi nữa ha, kêu là tôi chơi ngải nên không ăn hành. Khổ không? Bởi vì tụi em mà thương anh Dũng á, là cứ coi thôi, ủng hộ anh Dũng thôi, đừng có chửi. Giờ anh Dũng, Dũng chửi lại đó nha. Chửi. Hiền như là cục anh đất. Anh Dũng yếu đuối lắm. Cục bột vậy mà bà kêu chửi lại là sao? Anh Dũng thương Dũng hả, mấy ngày không ngủ luôn, mà phải muốn mua thuốc ăn thần uống luôn á. Vi Nguyễn hỏi thăm bà không? Cô Liễu, cô Trúc Đào. Ở đây tên gì vậy bé? Dạ. Ủa cái anh này ăn ớt nạc nè. Thôi chặt ớt nạc rồi. Trên người mình cái mề là nó nằm ở đâu bà? Thầy ơi, tôi bán gà là như tôi là bác sĩ vậy đó, nó hỏi tôi gà cái mề để đâu. Bỏ tài em tôi luôn á. Bữa giờ bà cố có ra ăn nữa không? Cái anh kia kìa, ở quận nhất đi vô ăn, ngày em kia. Nó nói chốt qua chốt, bữa nay anh Dũng chọc thiện gì, chị chọc lại trên Dũng chốt. Chị đừng nghiêm chốt. Nói em kia. Bữa giờ bà cố có ra ăn không bà Út? Hả? Cố bữa đêm ngồi ăn đây nè, có hai đứa cháu đó. Chào gì nha, gì đó fan hâm mộ của mình luôn á. Ghê anh Thảo. Anh ơi, bốn miếng. 51 tuổi mà có hai đứa cháu cố rồi. Bố bà đang phấn đấu nha bố. Năm mươi mốt tuổi mà hai đứa cháu cố. Nhà cô đó ở trên quận 11 á. Cái đó là Tân Bình hay quận 11 ta? Tân Bình. Nè cô ấy chị đó nè, có thêm gì không ạ? À... 720 với lại 55 đi mượn. Tốt. Các em nói là do xấu quá không có dám lên và cho một cái nhận xét cơ bố. Bây giờ xấu hay không xấu mà nhìn cái tính cách của người ta là người biết ta là tâm tốt hay xấu rồi. Cao 1m82 nha tụi em. Ừ. Thông tin là quay qua bà Chùm Bánh Xu ở Sài Gòn cho bà nói cho nghe nè. Sáng tu gần đây bà không lấy, bà lấy bà sóc bà chờm ra bốt. Gần đó thì không lấy, chờm ra rồi mới chịu. Nóng nha, nóng cho nha.
chờ cái gì vậy? Chờ lấy dĩa lên. Lấy cái dĩa không hẳn? Làm gọi. Để bên kia này, bên kia cái gì vậy? Chặt gà đây bố. À, à này là có chủ tâm rồi đó chị. Bạn đầu là Định Quốc bà má kìa, chứ không phải Quốc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quốc bà má, hỏi bà má là hai chị chồng nhiêu, bà má này hai chị chồng có nhiêu tiền đó đó. Sao con bé nhỏ đó, nhỏ con mới đứng dán cái tay áo lên đặng lấy đồ. Đúng rồi, khỏi nhỏ con, nhỏ con đó nha. Hai bộ con mới đổi bộ mới là ba bộ. Trời ơi, nói chi. Đúng rồi, tính làm bà ba. Có muốn lấy dịch với lại thêm lòng. Có được ăn uống gì đâu. Vừa có ăn uống nếm gì trơn à. Bắt xin lỗi nha, cuộc đời trên cuộc đời này không bao giờ mà thoát được đâu, thành ra đừng bao giờ mình đừng bao giờ nghĩ là mình làm cái chuyện này chuyện kia mà mình thoát, không có thoát được đâu các em. Thành ra tay trái làm tay phải ăn còn chưa hơn hơn ai nữa các em. Ốc ốc, mà chế nước gì vô bột? Nước mắm được không? Nước này nước mắm á hả? Muốn ăn gì? Tôi tưởng mà chế gì vô chứ. Nó lát bà hả hất quyền cái đó vô cái ngã ba chết mẹ luôn. Tôi muốn ăn thêm. Cái chị kia ăn bún bò miếng. Mẹ tôi muốn ăn thêm nè. Cái ông đó ông nói chuyện vui mà ông nói chuyện nghe hôm qua Ngọc nó kêu tôi ra giải cứu bà mới ghê. Cái chỗ này á, vẫn có đứa nhóc mà gãy đá hoặc cương mà bể hết trơn. Tại vì người nó cao á, nó không biết đứng ở chỗ nào cho nó vừa rồi. Người cao cũng khó đứng ở chỗ nào nữa. Đâu có chỗ nào bằng phẳng cho tôi đứng đâu. Ê! Hôm qua tám báo xem quất quyên rổ hành xuống rồi. Ờ. Đi trượt 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 ôm nửa rổ luôn. Ủa có dịch nè bà đá hả bố? Đúng rồi, kèm dịch cho bố. Tập trung dịch với gà bữa, còn có bữa kia mình đợi món khác. Lấy lòng gì vậy? Ê bà biết mua bán bún mọc không bố? Không biết. Bán này thứ năm bán bún mọc rồi không? Cái nữa đằng lên phía sau thì chỉ muốn một. Cũng quay quay được nhiêu món rồi. Không nhớ. Cũng chuông quay chưa? Chưa. Con xuông không chân hả? Quay rồi. Rồi, xuông. Xuông. Bố có bán không có chân rõ ràng, nó quay hơn xuông đâu có chân đâu. Rồi à, bún bò Huế chưa phải không? Bún bò Huế chưa, bún phở phở bò rồi. Đó rồi. Trời ghê lắm nha tụi em. Tụi em mà tới mà chị Út mà bán ngay cái ngày mà hả bán bún suông là tụi em thấy cảnh con suông mà nó không có chân mà nó nổi lên bền ở trong cái nó nổi lên bền ở trong cái nồi của chị Út luôn. Ghê lắm nha mấy em, nó ngóc đầu lên. Ghê chưa? Không có chân của bà Thảo, ghê lắm bà Thảo. Lại
Có cô kia comment trên kênh của tôi nói là ăn cái tô bún mắm 65 hả? 65 hả? Cô về cô ăn cô trả 100 ngàn luôn. Đang chuẩn bị chắp gà lên nha các bạn. Tôi với đùi đã. Bà có vẽ màu lên không vậy bố? Ai màu đâu mà vẽ không biết nữa. Cánh là nhiêu bộ? 60 thôi. Đồ cũng vậy. Bố gọi nhầm cái. Hai tô của anh chị. Tám báo giờ mới ra nè, đó. Có một cái em nó thích tám báo ghê lắm, nó ai đồ của nó. Cho bà tê bà tê, bán này rồi. Bao nhiêu chị? Rồi. 55 đi cưng. Sao bà không lấy tay xé mà bà xé bằng cái đó mà bà. Bốp. Gì? Sao bà không lấy tay bà xé bằng cái đó vậy? Ủa tôi làm sao làm mà miếng sao mà cái... nó ra được cái miếng thịt được rồi ha bạn ha. Bạn kỳ quá bạn á. Đó bà lấy cái đó bà xé nè. Xé xong thì xé ra được cái thịt đúng không? Bà lấy cái cây sắt đó bà chọt vô con gà nào mà chịu nổi với bà. Nấu con quỷ không? Đó. Ai vậy? Áo da đó. Áo tím bà bánh su hả? Bữa giờ bánh su nổi tiếng ở trên mạng luôn nha. Đâu má bánh su. Bánh sâu. Đó anh Mẫn. Ông Mẫn hôm nay bật áo vô rồi. Cô kia. Con tôi về nó nói tên mẹ trong hoài đúng á. Cái gì? Mẹ ra mũ còn mẹ có tên mẹ. Bà Thảo à? Có. Cho miếng đậu mạnh. Ờ, cho miếng đậu mạnh. Rồi, anh chứ bỏ vô trong cái nước lèo cho nó chín lên, ăn nó dễ. Hôm nay mình gặp bà Trùm bánh su kem ở Sài Gòn. Nhưng bà không có cho lên mặt đó bạn ơi. Bạn thân của mình. Bữa giờ trên mạng, trên báo trên đài, mạng xã hội đưa tin là bà chới giới. Sao bố? Cái ba người phụ nữ ra ngồi nói chuyện cái bỏ lên chỗ Vĩnh Diễn mấy người bán hay nóng á. Rồi không được miếng. Cái bà sao trời ơi con bé này nó bán đồ ăn bên quận 11 nè. Bán ăn ngon lắm nè.
giờ Phúc vô tính nói giờ Hồng Phúc của cái anh đây YouTube vậy đó. Đang nói điện thoại má à. Con này chắc có trứng non nè hả? Chặt luôn đi Út. Nó xong luôn đi. Đùi hả anh? Tóc giả không mà tao bữa tôi lần đầu tiên luôn nghe là tóc giả đi bà. Có lại hỏi không chị, có bánh tóc giả không không? Hỏi đã không? Đó. Mà nghe không? Người ta đường lò siêu, đặt sao thành đường lò thiêu luôn. Bỏ tay luôn, chỉ chứ. Ừ. Bỏ tay luôn. Đường lò thiêu chỉ có trên. Xong cho tôi miếng miếng nha bà Út. Rồi, này dám ăn không kìa. Hồi xưa giờ đâu dám ăn đâu bà, đâu có tiền ăn đâu. Rồi, ăn cho mấy em nó thấy để nó nói mình này kia mình tổn thương không bà Út. Ăn đi, tôi cần nghiệp cho tôi quay tự gấp ăn nhiều khi ra đây người ta nghe nói cho thơm chứ. Đây, tôi quay bà luôn nè. Út, sẵn sàng chưa, tôi quay bà nè. Bả là cái bộ dòng xi măng đó là xi men đó là hai lượng, một chiếc nhẫn kim cương 8 ly, một sợi dây chuyền. Mai nó chạy ra ngoài hết chú em á. Chạy ra bán chú em ra kiếm gì Thảo? Cái bà đó bắt có chủ tâm rồi. Có rồi. Hai vợ chồng hợp đồng luôn, chủ tâm gì. Không có hai chồng. Nói vậy tội ông chồng. Không phải ông chồng không có, nhưng mà ông chồng cũng che giấu thôi. Ông biết. Ông biết luôn rồi. Ông chỉ giờ chứ bây giờ ông mấy giờ ông che giấu thôi chứ phải là. Chị ông thấy mình bậy ba không còn cầm cái dao nhọn nữa, nó chọi bà cầm dao nhọn mới chết ta sao? Bà nó không biết sống chết sao. Chứ ông không có phải là ông. Bao nhiêu rồi? 60. Nó mà cầm dao nhọn quá thì chết ta sao mà bà không trả lời. Đọc đến tiếng rồi. Không chết đúng rồi đó. Cái tiếng gì nó nổi luôn rồi còn gì nữa. Nổi với con luôn. Cho em ăn đi chị Út. Cắt đúng một miếng. Miếng ít. Cho má đùi vô. Đúng rồi. Đặt cái lục luôn. Má đùi với cái gan Út. Đặt kỹ lục luôn rồi. Dạ ăn đây anh. À, hai miếng mình cũng mà lấy gọi kỷ lục luôn rồi bà. Không bao má cũng nhỏ lắm. À, anh Trang luôn ha, về anh Trang. Quay bả đó, bả nói Trang luôn ha, về anh Trang. À, về Trang. Bà thử nó con chết sao rồi. Bả giống vậy rồi. Con chết sao rồi thử bả giống vậy rồi. Bà nói nguyên văn về mà nội, mạng đền mạng. Đó. Cái câu nó nặng lắm luôn quá nha. Bà coi bà không có coi có tâm gì hết. Má đùi cái gì nữa? Cái gàng thôi. Nhiêu? 68 hả? Đây, 32. Mai mấy giờ rồi? Mai bán ha. Cái cuốn đồ đủ mình thánh bánh tầm bì. Lấy cái gan này, lấy cái ấy nè.
ăn cái mề luôn đi. Không 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 không. Mề tôi bổ sẵn rồi. Ăn mề cho bổ mề mẹ. Không. Chỉ là gan ông nhỏ ăn cho lớn nha. Ăn lên để chữ nhau với Nguyễn Thị Huệ. Cho miếng măng đâu. Nguyễn Thị Huệ chứ không Nguyễn Thị Bạch Huệ nha. Đây là Bạch Huệ. Em có Bạch Cốt. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo. Rồi cái đi kia chửi Nguyễn Thị Bạch Huệ đi đâu vui đâu á. Bốn cái miếng ăn liền chưa? Được, cứ để vậy.